tiến sĩ Meyer, có những khám phá về DNA như cái gót asin của thuyết tiến hóa. Ông nhận xét, các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng tư duy của Darwin trong thế kỷ 19 vào hiện thực của thế kỷ 21. Nhưng tư duy ấy không còn thích ứng nữa. Tôi nghĩ cuộc cách mạng thông tin xảy ra trong sinh học đang gióng lên hồi chuông báo tử đối với học thuyết Darwin và các lý thuyết tiến hóa hóa học. DNA, điểm cáo trùng đối với thuyết tiến hóa. Đó là một đoạn trích từ bài báo DNA, mật mã nhỏ xíu đang lật đổ thuyết tiến hóa của Mario Sigli. Phạm Việt Hưng và Audio Công giáo xin hân hạnh giới thiệu tới quý vị độc giả. Cảm hứng với câu nói của tiến sĩ Meyer, tôi mạn phép lấy câu nói của ông làm tiêu đề cho bản lược dịch bài báo của Mario Sigli là DNA, điểm cáo trùng đối với thuyết tiến hóa. Trong bản lược dịch này, tôi lược bớt vài chi tiết không liên quan trực tiếp đến khoa học, đồng thời đôi chỗ lại bổ sung thêm ý kiến người dịch nhằm giải thích hoặc bình luận vấn đề cho rõ hơn. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả bài báo của Mario Sigli thông qua bản lược dịch dưới đây. Khi các nhà khoa học thám hiểm vũ trụ bên trong tế bào, họ đã khám phá ra những hệ thông tin phức tạp hơn bất kỳ cỗ máy nào do con người nghĩ ra. Làm thế nào mà các nhà khoa học đi tới khám phá đó? Và điều ấy có ý nghĩa gì đối với thuyết tiến hóa? Năm 1953, James Watson và Francis Crick đạt được một thành tựu phi thường, khám phá ra cấu trúc di truyền nằm sâu bên trong hạt nhân tế bào. Vật liệu di truyền này được gọi là DNA. Việc khám phá ra cấu trúc xoắn kép của phân tử DNA đã mở cửa cho các nhà khoa học lao vào nghiên cứu mật mã được cài đặt trong đó. Đến nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Kể từ khám phá đầu tiên, mật mã của DNA đã được giải, mặc dù còn nhiều phần vẫn chưa hiểu rõ. Những gì đã được khám phá chứa đựng những gợi ý sâu xa đối với thuyết tiến hóa của Darwin. Lý thuyết này được dạy tại các trường học trên khắp thế giới. Trong đó nói rằng, mọi thực thể sống đã tiến hóa thông qua biến dị và chọn lọc tự nhiên. Những phát hiện đáng kinh ngạc về DNA. Khi các nhà khoa học bắt đầu giải mã phân tử DNA của người, họ tìm thấy một sự thật hết sức bất ngờ. Một ngôn ngữ tinh tế bao gồm 3 tỷ chữ cái thuộc hệ di truyền. Tiến sĩ Stephen Meyer, giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa tại Viện Discovery ở Washington nói, một trong những khám phá phi thường nhất của thế kỷ 20 là DNA quả thật có chứa đựng thông tin, những chỉ dẫn chi tiết để lắp ráp protein dưới dạng một mã số 4 chữ cái. Khó mà đo được chính xác số lượng thông tin trong DNA của người, nhưng ước lượng đó tương đương với 12 bộ sách bách khoa toàn thư Britannica gồm 384 cuốn sách dày cộp lấp đầy 15 mét giá sách trong thư viện. Nhưng kích thước thực tế của vật chất chứa đựng chúng lại nhỏ xíu. Tất cả chỉ chứa 200 phần triệu mm chiều dày. Và theo các nhà sinh học phân tử Michael Denton, một thìa cà phê DNA có thể chứa toàn bộ thông tin cần thiết để tạo ra protein của tất cả các loại sinh vật đã có mặt trên trái đất từ trước tới nay. Và vẫn còn đủ chỗ để chứa toàn bộ thông tin trong mọi cuốn sách đã được viết. Vậy, ai hoặc cái gì có thể làm cái công việc vĩ đại là thu nhỏ kích thước của vật chất chứa đựng khối lượng thông tin khổng lồ như thế, rồi đặt số lượng khổng lồ các chữ cái đó vào trong một chuỗi thích hợp của chúng như một cẩm nang chỉ dẫn di truyền? Liệu sự tiến hóa liên tục dần dần từng tí một như Darwin nói có thể tạo ra một hệ thống kỳ diệu như thế không? DNA chứa đựng ngôn ngữ di truyền. Trước hết, hãy xem xét một số đặc điểm của ngôn ngữ di truyền. Để một hệ thống tín hiệu được gọi là một ngôn ngữ, nó phải thỏa mãn các điều kiện sau đây. Có một hệ chữ cái hoặc mã, có một cách đánh vần chính xác, có một ngữ pháp, một cách sắp xếp thích hợp của từ ngữ, có ý nghĩa hay ngữ nghĩa, và có một mục đích có dụng ý.
các nhà khoa học đã khám phá ra rằng mã di truyền có tất cả các điều kiện trên. Tiến sĩ Stephenmeyer giải thích, khu vực mã hóa của DNA có những tính chất thích đáng giống y như mã hoặc ngôn ngữ computer. Ngoài mã DNA, chỉ có duy nhất một loại mã khác được gọi là ngôn ngữ thực sự, đó là ngôn ngữ của con người. Mặc dù loài chó biết sủa khi chúng nhận thấy nguy hiểm, loài ong vo ve để báo cho nhau biết một nguồn thức ăn, loài cá voi phát âm ra âm thanh. Đó là vài thí dụ về sự thông tin liên lạc của các loài khác. Nhưng không có loài nào có đủ các điều kiện của một ngôn ngữ thực sự. Những thông tin ấy chỉ được xem như những tín hiệu liên lạc bậc thấp. Những dạng thông tin liên lạc bậc cao chỉ bao gồm ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ nhân tạo, ngôn ngữ computer, tín hiệu Morse và mã di truyền. Ngoài ra, không tìm thấy một hệ thông tin liên lạc nào khác thỏa mãn những đặc trưng cơ bản của một ngôn ngữ đích thực. Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft nhận định, DNA giống như một chương trình phần mềm, chỉ khác là nó vô cùng phức tạp hơn rất nhiều so với bất kỳ phần mềm nào do con người tạo ra từ trước tới nay. Vậy bất kể thời gian kéo dài chừng nào, bất kể bao nhiêu biến dị và chọn lọc tự nhiên diễn ra như thế nào, liệu có thể có một chương trình nào rắc rối phức tạp hơn cái chương trình phức tạp nhất chạy trên một siêu computer là DNA được chế tạo ra một cách ngẫu nhiên thông qua thuyết tiến hóa không? Ngôn ngữ của DNA không phải là phân tử DNA. Những nghiên cứu hiện nay trong lý thuyết thông tin đã đi đến một số kết luận làm ngỡ ngàng. Rằng thông tin không thể xem như một dạng vật chất hoặc năng lượng. Vật chất và năng lượng truyền tải thông tin, nhưng chúng không phải là bản thân thông tin. Chẳng hạn cuốn sách Kinh Thánh chứa đựng thông tin, nhưng phải chăng nó chính là thông tin mà nó chứa đựng? Không. Vật chất làm nên cuốn sách, giấy, mực, keo dính, chứa đựng nội dung của quyển sách, nhưng chúng chỉ là những phương tiện truyền tải nội dung đó. Nếu thông tin trong sách được nói ra thành âm thanh, hoặc được viết ra trên giấy, hoặc được ghi lại dưới dạng điện tử trong một computer, thông tin vẫn không thay đổi, vì nó không phụ thuộc vào phương tiện vật chất chuyên chở nó. Giáo sư Philip Johnson nói, thật vậy, nội dung của bản thông điệp độc lập với cấu tạo vật lý của môi trường truyền thông tin. Nguyên lý tương tự cũng tìm thấy trong mã di truyền. Phân tử DNA chuyên chở ngôn ngữ di truyền, nhưng bản thân ngôn ngữ ấy độc lập với vật chất chuyên chở nó. Thông tin di truyền ấy có thể được viết trong một cuốn sách, hoặc chứa trong một đĩa compact, hoặc được gửi đi qua Internet. Nhưng nội dung của bản thông điệp không thay đổi bởi phương tiện truyền tải nó. Nhà sinh học George William giải thích, gen là một thông tin thay vì một vật thể. Một mô hình của những cặp base trong một phân tử DNA chỉ rõ một gen. Còn phân tử DNA chỉ là môi trường chuyên chở chứ không phải là bản thông điệp mà nó chuyên chở. Thông tin được tạo ra bởi một nguồn trí tuệ thông minh. Hơn nữa, dạng thông tin bậc cao này, thông tin chứa trong DNA, chỉ có thể bắt nguồn từ một trí tuệ thông minh, như Lee Strobel giải thích. Dữ liệu tại phần cốt lõi của sự sống không hỗn độn, mà được sắp xếp trật tự ngăn nắp như những tinh thể muối. Nhưng mức độ phức tạp của nó và thông tin nó chứa đựng cho phép nó có thể hoàn tất một nhiệm vụ phi thường, xây dựng những cỗ máy sinh học vượt xa khả năng công nghệ của con người. Vâng, khoa học vừa khám phá ra một mã thứ hai ẩn bên trong DNA, đóng vai trò chỉ dẫn các tế bào làm thế nào để các gen được kiểm tra. Lâu nay hệ mã này bị che đậy, vì một ngôn ngữ này được viết đè tên ngôn ngữ kia. Khoa học biết rằng mã di truyền sử dụng một bảng chữ cái có 64 chữ cái được gọi là các codon. Mỗi codon là một bộ phận nucleotide liên tiếp trên gen. Một số codon có thể mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất liên quan đến việc lắp ráp protein. Ý nghĩa thứ hai liên quan đến việc kiểm tra gen. Những codon này được gọi là những duan. Qua đó, có thể thấy mã DNA được thiết kế bởi một nhà thiết kế siêu thông minh, rất hiếm có biến dị,
Và nếu có biến dị thì tế bào chế tạo ra sẽ hỏng, bệnh hoạn, thay vì có thể đẻ ra một tế bào mới cao cấp hơn. Nói cách khác, không có sự tiến hóa thông qua biến dị và chọn lọc tự nhiên. Thuyết tiến hóa là sai lầm vì nó không biết gì về DNA. Ngôn ngữ di truyền này có độ chính xác rất cao. Lỗi trung bình chỉ ở mức 1 phần 10 tỷ chữ cái. Nếu một lỗi xảy ra trong một trong những phần quan trọng nhất của mã nằm trong các gen, thì nó sẽ gây ra một căn bệnh, chẳng hạn như một bệnh giảm hormone trong hồng cầu. Trong khi đó, những thợ đánh máy thông minh và giỏi nhất thế giới cũng không thể đạt được trình độ chỉ mắc một lỗi trong 10 tỷ chữ cái, còn xa con người mới đạt tới trình độ chính xác như thế. Vì thế, niềm tin cho rằng mã di truyền có thể tiến hóa dần dần từng tí một theo kiểu học thuyết của Darwin là không phù hợp với các quy luật tự nhiên đã biết về vật chất và năng lượng. Thật vậy, khoa học không hề tìm thấy bất kỳ một thí dụ nào về một hệ thông tin bên trong tế bào tiến hóa dần dần từng tí một để trở thành một hệ thông tin khác. Michael Beer, một nhà sinh hóa tại Đại học Lehigh ở Pennsylvania, giải thích rằng thông tin di truyền đóng vai trò chủ yếu là một cảm năng hướng dẫn. Ông viết: hãy xem xét một bản liệt kê từng bước hướng dẫn di truyền. Một biến dị là một thay đổi trong một dòng lệnh trong số các dòng lệnh. Chẳng hạn, thay vì nói lấy một quả hạch 1/4 inch, một biến dị có thể nói nhầm là lấy một quả hạch 3/8 inch. Hoặc thay vì nói đặt một cái chốt tròn vào một cái hốc tròn, một biến dị có thể nói nhầm là đặt một cái chốt tròn vào cái hốc vuông. Cái mà một biến dị không thể làm là thay đổi toàn bộ các lệnh trong một bước. Tức là không thể cung cấp các lệnh để tạo ra một chiếc máy phát thay vì cái radio. Vâng, biến dị có thể gây lỗi trong lệnh, nhưng không thể biến đổi tập hợp lệnh để tạo ra loài vật theo chương trình đã định. Nói cách khác, biến dị có thể gây lỗi ở con vật, bệnh tật, dị dạng, nhưng không thể biến loài vật này thành loài vật khác. Giống như một chương trình chế tạo ra radio có thể tạo ra những chiếc radio hỏng, chất lượng kém, chứ không thể tạo ra một chiếc máy không phải là radio, chẳng hạn như máy phát. Do đó, chúng ta có trong mã di truyền một cẩm nang hướng dẫn vô cùng phức tạp và được thiết kế một cách tinh vi bởi một nguồn trí tuệ thông minh cao hơn con người rất nhiều. Ngay cả một trong những người khám phá ra mã di truyền vừa mới qua đời là Francis Crick, sau nhiều thập kỷ làm việc giải mã, đã thừa nhận rằng một người trung thực được trang bị tất cả những kiến thức mà ngày nay chúng ta biết chỉ có thể tuyên bố rằng theo một nghĩa nào đó, nguồn gốc của sự sống hiện ra vào lúc này hầu như là một phép màu. Rất nhiều điều kiện phải được thỏa mãn để cho điều đó xảy ra. Thuyết tiến hóa thất bại không trả lại được. Bất chấp những nỗ lực của tất cả các phòng thí nghiệm trên thế giới, trong nhiều thập kỷ qua, khoa học vẫn không sao chế tạo ra được một sợi tóc của con người. Và sẽ còn khó khăn đến thế nào để muốn chế tạo ra toàn bộ một con người gồm khoảng 100.000 tỷ tế bào. Đến nay, các nhà tiến hóa theo Darwin cố gắng chống lại những người phê phán họ bằng những nỗ lực giải thích tính phức tạp của sự sống. Nhưng hiện nay, họ phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào mà những thông tin chính xác và giàu ý nghĩa lại có thể được tạo ra bởi biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên? Cả hai cơ chế này, biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, đều không chứa đựng cơ chế thông minh, một đòi hỏi tất yếu phải có để tạo ra thông tin phức tạp như đã tìm thấy trong mã di truyền. Thuyết tiến hóa của Darwin vẫn được dạy trong hầu hết các trường học. Như thế, nó là một sự thật. Nhưng nó ngày càng bị nhiều nhà khoa học nhận ra là một lý thuyết sai lầm. Một nhà khoa học vốn vô thần là Patrick Gully nói: 20 năm gần đây, một người yêu lẽ phải đang cân nhắc những bằng chứng thuần túy khoa học về vấn đề này có lẽ sẽ phải giảm sút sự nghi ngờ đối với đấng sáng tạo. Tình hình không còn thế nữa. Những dữ liệu cụ thể hiện nay hướng tới một giả thuyết về sự sáng tạo của Chúa một cách rõ ràng. Đó là lời giải đơn giản nhất và rõ ràng nhất.
chất lượng của thông tin di truyền là như nhau. Thuyết tiến hóa nói rằng, thông qua những biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên, sinh vật tiến hóa. Tuy nhiên, tiến hóa có nghĩa là biến đổi dần dần từng tí một những đặc tính xác định của sinh vật đến khi nó trở thành một loài khác. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách biến đổi thông tin di truyền. Vậy chúng ta thấy điều gì về mã di truyền? Dù là một con vi khuẩn tầm thường, hay một cái cây, hay một con người, chất lượng cơ bản của thông tin di truyền đều có độ chính xác như nhau. Mã di truyền của vi khuẩn ngắn hơn, nhưng chất lượng thông tin di truyền của nó cũng chính xác và tinh tế như của con người. Thông tin di truyền của vi khuẩn hay tảo hay con người, trước hết đều phải đạt được những yêu cầu của một ngôn ngữ bậc cao, có hệ chữ cái, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Theo Michael Denton, nhà sinh học phân tử nổi tiếng của Anh, Úc, mỗi tế bào với thông tin di truyền, từ vi khuẩn tới con người, chứa đựng những ngôn ngữ không tự nhiên mà có cùng với hệ thống giải mã của chúng. Những ngân hàng nhớ để cất giữ thông tin và những hệ thống kiểm tra và sửa lỗi tinh vi đóng vai trò điều khiển trong việc tự động lắp ráp các bộ phận và các thành phần. Những cơ cấu đọc sửa và tránh lỗi được sử dụng cho việc kiểm tra chất lượng thông tin. Các quá trình lắp ráp liên quan đến nguyên lý đúc sẵn của các bộ phận xây dựng các mô đun và có một khả năng vượt trội so với bất kỳ cỗ máy móc tiên tiến nào nhất của con người. Sao cho có khả năng nhân bản toàn bộ cấu trúc của nó bên trong vật chất chỉ trong vài giờ đồng hồ. Vậy làm sao mà thông tin di truyền của vi khuẩn có thể tiến hóa dần dần từng tí một để biến thành thông tin của một loài khác? Trong khi chỉ cần một hoặc vài lỗi nhỏ trong hàng triệu chữ cái trong DNA của vi khuẩn đó là đủ để có thể giết chết nó. Một lần nữa, các nhà tiến hóa lại im lặng một cách không thường thấy ở họ về vấn đề này. Thậm chí, họ không đưa ra một giả thuyết nào để giải thích điều này. Lee Strobel viết, một đoạn DNA dài 6 feet, cuộn bên trong một tế bào trong số 100.000 tỷ tế bào của cơ thể chúng ta, chứa đựng một bảng chữ cái gồm 4 ký tự hóa học cho phép đọc chỉ dẫn lắp ráp chính xác đối với toàn bộ các protein mà từ đó cơ thể chúng ta được tạo ra. Không hề có một giả thuyết nào được nêu lên để giải thích làm thế nào mà thông tin được cài đặt vào trong vật chất sinh học bằng các phương tiện thuộc về tự nhiên. Wendergit, giáo sư về các hệ thông tin nói một cách ngắn gọn. Sai lầm cơ bản của toàn bộ các quan điểm của thuyết tiến hóa là ở vấn đề nguồn gốc của thông tin nằm trong các thực thể sống. Chưa bao giờ chúng ta có thể thấy một hệ mã và thông tin có ý nghĩa có thể bắt nguồn từ chính bản thân nó thông qua vật chất. Các định lý của khoa học thông tin tiên đoán rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Do đó, một lý thuyết thuần túy vật chất về nguồn gốc sự sống sẽ bị bác bỏ. Lý lẽ đành thẹp. Bên cạnh toàn bộ bằng chứng chúng ta đã trưng ra đối với sự thiết kế thông minh của thông tin trong DNA, còn có một sự thật đáng kinh ngạc nữa. Số lượng lý tưởng của các chữ cái di chuyển trong mã DNA để cất giữ và phiên dịch. Hơn thế nữa, cơ chế sao chép của DNA để đáp ứng hiệu quả tối đa đòi hỏi số chữ cái trong mỗi từ là một số chẵn. Với tất cả các tổ hợp toán học có thể có, số lượng lý tưởng để cất giữ và sao chép đã được tính toán cho 4 chữ cái. Đây đúng là cái đã được tìm thấy trong các gen của mọi sinh vật trên trái đất, một mã số 4 chữ cái như Wendergit đã phát biểu. Theo quan điểm công nghệ, hệ mã hóa được sử dụng cho sinh vật là tối ưu. Sự thật này củng cố lý lẽ cho rằng đó là một trường hợp của một thiết kế có mục đích rõ ràng thay vì một sự may rủi ngẫu nhiên. Thêm các bằng chứng. Trở lại thời Darwin, khi cuốn về nguồn gốc các loài của ông được công bố năm 1859, cuộc sống xã hội có vẻ đơn giản hơn nhiều. Nhìn qua những kính hiển vi thô sơ vào thời đó, tế bào có vẻ như chỉ là một giọt dinh dưỡng hay một chất nguyên sinh không có gì phức tạp. Bây giờ, hơn 150 năm sau, sự quan sát đó đã thay đổi tận gốc khi khoa học khám phá ra một vũ trụ thật sự nằm bên trong tế bào. Giáo sư Bia viết,
trước đây người ta từng trông mong rằng cơ sở của sự sống là hết sức đơn giản. Nhưng sự trông mong này đã bị đổ vỡ. Sự nhìn, sự chuyển động và các hoạt động sinh học khác đã chứng minh là chúng không kém tinh vi so với những máy quay truyền hình hoặc máy móc xe cộ. Khoa học đã đạt được những tiến bộ khổng lồ trong sự hiểu biết về hóa học của một sự sống hoạt động như thế nào. Nhưng sự tinh vi phức tạp của các hệ sinh học ở cấp độ phân tử đã làm tê liệt tham vọng của khoa học muốn giải thích nguồn gốc sự sống. Tiến sĩ Mạnh Ơ có những khám phá về DNA như cái gót asin của thuyết tiến hóa. Ông nhận xét, các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng tư duy của Darwin trong thế kỷ 19 vào hiện thực của thế kỷ 21. Nhưng tư duy ấy không còn thích ứng được nữa. Tôi nghĩ cuộc cách mạng thông tin xảy ra trong sinh học đang vang lên hồi chuông báo tử đối với học thuyết Darwin và những lý thuyết tiến hóa hóa học. Tiến sĩ Mạnh Ơ kết luận, tôi tin rằng lời chứng của khoa học xác nhận tư tưởng hữu thần, trong khi luôn luôn có những điểm căng thẳng hoặc xung đột chưa ngã ngũ. Sự phát triển chủ yếu trong khoa học trong năm thập kỷ qua đã và đang hướng mạnh về phía hữu thần. Dirk Kenson, một giáo sư sinh học phát biểu, lĩnh vực mới mẻ này về di chuyển phân tử là nơi chúng ta thấy phần lớn bằng chứng ép buộc phải tin rằng có sự thiết kế trên trái đất. Ngày mới đây, một trong những nhà khoa học vô thần nổi tiếng, giáo sư Anthony Flew, đã thừa nhận ông không thể giải thích làm thế nào mà DNA có thể được tạo ra và phát triển thông qua tiến hóa. Hiện nay, ông chấp nhận sự cần thiết của một nguồn trí tuệ thông minh dính líu tới việc tạo ra mã DNA, ông nói. Những gì tôi nghĩ về sự hình thành DNA chỉ ra rằng trí thông minh ắt phải liên quan tới việc tập hợp những nguyên tố đa dạng phi thường này lại với nhau. Được tạo ra một cách lạ lùng và kỳ diệu. Mặc dù đã được viết từ hàng nghìn năm trước, lời của vua David trong Cựu Ước vẫn vang lên một sự thật ngài nói. Chính Chúa đã tạo nên ruột gan tôi, đã dệt nên tôi trong lòng mẹ. Tôi ngợi khen Chúa đã dựng nên tôi cách lạ lùng như vậy. Xưng tôi không giống nổi mặt Chúa, lúc tôi được tạo nên ẩn nơi kín ẩn, thành hình trong lòng đất. Vâng. Thể xác con người là một tác phẩm kỳ diệu của đấng sáng tạo. Điều này đã được Kinh Thánh nói đến từ vài ngàn năm trước. Sự kỳ diệu của DNA càng chứng tỏ nhận định đó là chính xác. Nói cách khác, DNA đã tái khám phá ra một sự thật mà đấng sáng tạo đã tiết lộ thông qua Kinh Thánh, Thánh Vịnh 139:13-15. Thuyết tiến hóa đã được kể trong các trường phổ thông, đại học và trên báo chí suốt 150 năm qua. Nhưng hiện nay, với việc khám phá ra mã DNA với tính phức tạp của tế bào và ý nghĩa của thông tin như một cái gì đó còn rộng lớn hơn vật chất và năng lượng, thuyết tiến hóa không còn có thể né tránh kết quả cuối cùng được nữa. Bằng chứng của DNA đang chỉ ra nước cờ chiếu hết rõ ràng đối với thuyết tiến hóa. Tác giả: giáo sư Phạm Việt Hưng. Nguồn bài viết: vietthungphạm.com. Người thực hiện: Kiệt Nguyện.